Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp môn dẫn mẫu mobile. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế màn hình main. Ở đây thì các bạn thấy cái màn hình main của phần mềm quản lý thư viện của chúng ta thì nó sẽ bao gồm là phiếu mượn, loại sách, quản lý sách thành viên, 10 sách mượn nhiều nhất, doanh thu, đỗ mật khẩu, đăng xuất. Và ở đây nó sẽ có một cái toolbar ví dụ như thế. Đây thì các bạn có thể là xem cái bài hướng dẫn. Ở đây thì chúng ta sẽ có các phần quản lý, thống kê và người dùng. Các bạn đặt các ID của các thành phần điều hướng. Ở đây thì các bạn đặt tên này. Navigator là phiếu mượn này, Navigator loại sách, Navigator sách thành viên này, Shop, doanh thu, người dùng, Pass và Logout. Các thành điều hướng này, ở đây nó hướng dẫn các bạn sử dụng các thanh điều hướng này như thế nào. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết phần demo. Thì để thiết kế phần demo này thì ở trong này mình sẽ mình có một cái folder là tài nguyên dẫn mẫu. Cái folder này thì mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Ở trong phần ở dưới phần trong phần mô tả của cái video này thì mình sẽ gửi cho các bạn cái tài nguyên dẫn mẫu này. Trong tài nguyên này có gì? Trong tài nguyên này sẽ có các cái thành phần đi theo, ví dụ drawable này, bitmap này, các cái value. Đấy, đây các bạn thấy drawable này thì nó sẽ có các cái file ECS này, cancel này, vân vân, customer. Những cái ECS này thì nó sẽ nằm ngay chỗ này các bạn. Đây, cái này thì nó sẽ giúp các bạn thiết kế các cái phần bên này. Đây, icon, IC là icon này. Đây, những icon này các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo thì nó sẽ có các cái hình ảnh. Hình ảnh này thì các bạn có thể xem ở đây. Đây, hình ảnh mà các bạn sử dụng ở trong cái dự án của chúng ta thì có splash này, có logo này, vân vân. Có các bitmap. Rồi, có các cái value. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần style này. Phần style của chúng ta thì các bạn thấy ở đây. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ không sử dụng, nó cấu hình chúng ta là không sử dụng là action bar này. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một action bar riêng cho mình, nên là ở đây nó sẽ có là action bar. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái dự án. Đầu tiên thì các bạn vào trong cái project của chúng ta, là project của chúng ta ở đây. Thì trong cái phần red của chúng ta thì có những cái thành phần mà chúng ta vừa thấy đó. Ở đây thì chúng ta sẽ mở cái phần red của chúng ta ra. Ở đây rồi bấm vào open này, explorer này. Chọn open in này, explorer này. Ok. Rồi, ở đây thì trong phần red của chúng ta thì các bạn thấy nó có thư mục drawable này. Ok chưa? Trong thư mục drawable này thì các bạn sẽ copy cái của mình sẽ gửi cho các bạn bỏ vào tài nguyên dự án này, drawable này, nha. Control C này, cho các bạn bỏ vào. Ok. Tiếp theo này của thư mục drawable V24. V24 này, bấm Control A, Control C này. Các bạn sẽ dán vào. V24 dán vào. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có là V26. V26 các bạn dán vào. Tiếp theo thì chúng ta có gì? HVDI. HDBI này, dán vào. MDBI này, rồi tiếp hit hay các cái icon nữa mà.
các bạn nhắn hết vào. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần gì nữa, phần value này, phần các bạn copy cái phần value mà bỏ vào. Phần value này bỏ vào thì nó sẽ dễ bị lỗi các bạn nhé, bởi vì cái project của chúng ta đang chạy này. Các bạn tắt project mình đi. Ok, mình dán vào cho nó khỏi bị lỗi nhé. Tắt project này, value này dán này, reply luôn nhé. Đó. À, bởi vì ở đây thì các bạn nhớ reply đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở lại cái dự án của chúng ta. Tiếp theo thì các bạn vào trong phần layout. Layout này chúng ta sẽ new các cái thành phần. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra layout resort file. Cái đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình là cái toolbar. Rồi các bạn sẽ mở ra phần cost. Trong phần toolbar thì các bạn sẽ thiết kế như sau. Trong cái toolbar của chúng ta thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ đặt nó một cây đi là toolbar 1 này. Ở đây thì sẽ có là min hay album, yeah, có background color, rồi có visitor. Tiếp theo thì các bạn sẽ new cho mình một cái layout resource file. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cái phần header. Các bạn vào là phần code. Thì phần header của chúng ta thì các bạn sẽ thiết kế như sau. Phần header thì các bạn sẽ thiết kế cho này là một cái line layout. Trong cái line layout này thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta đang sử dụng là padding là bằng 16 này. Rồi tâm này, orientation là bằng vertical này. Rồi gravity là bottom. Hay là ở đây chúng ta sử dụng là 1:2. Sau đó thì các bạn sẽ thiết kế cho nó là một cái email, email view. Email view thì chúng ta sẽ width height là bằng 100 cho nó canh ở giữa, và chúng ta sẽ chèn cho nó một cái ảnh. Tiếp theo thì mình sẽ thiết kế một cái text view. Trong cái text view thì chúng ta sẽ đặt cho nó cái tên là id là tuser này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó các cái test vào. Đây, xong cái phần Navigator header. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái thư mục là menu. Các bạn bấm vào new này, Android Resort. Ở đây các bạn sẽ tạo ra thư mục là menu. Đó. Ok này. Này, trong thư mục menu này thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó các menu các bạn nhé. Rồi ở đây mình sẽ new cho nó một cái menu resort file. Các bạn đặt tên là Browser Menu, Browser View này. Sau đó bạn bấm OK. Thì trong cái menu này chúng ta sẽ thiết kế những gì? Ở đây các bạn tạo ra cho mình là một cái group. Ok chưa? Trong group này thì bạn sẽ thiết kế các cái menu, menu các cái menu item này, quản lý phiếu mượn này, quản lý loại sách này, quản lý sách này, quản lý thành viên. Ở đây thì các bạn thấy nó sẽ lấy cái icon trong cái browser của chúng ta. Ở đây thì các bạn vào từ một browser này, ở đây các bạn thấy mình sẽ có cái icon này, này cái icon ở đây. Đó, lấy cái icon bỏ qua đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế phần thống kê. Phần thống kê thì chúng ta sẽ tạo cái item thống kê. Trong item thống kê này có một cái menu nha. Trong menu thì nó sẽ chứa hai cái menu item. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 10 sách mượn nhiều nhất và doanh thu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái item người dùng. Trong item người dùng thì ở đây sẽ có một cái menu này. Trong menu này sẽ có là gì? Thay người dùng này, đổi bát này, hoặc là lock out, ví dụ như thế.
Rồi, ở đây là cái phần draw view của chúng ta. Cuối cùng thì các bạn sẽ vào cái main activity của chúng ta, activity main này. Ở đây bạn sẽ thiết kế cho mình cái drawer layout này. Thì trong cái này thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó một cái drawer layout này. Bạn sẽ đặt cho nó một cái tên. Sau đó thì bạn thiết kế cho mình một cái line layout với thuộc tính như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ include cái action bar vào. Ở đây thì chúng ta đã lấy cái toolbar bỏ vào này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ cái frame layout. Ở đây các bạn thấy này, chúng ta sẽ đặt tên là frame layout content này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái navigator view này. Rồi, cái này thì các bạn đặt tên là nv view này, layout star này, gravity star. Đây chúng ta sẽ sử dụng là menu drawer view này, và chúng ta sẽ sử dụng header này, header layout. Cái này là chúng ta thiết kế lúc nãy này. Rồi, đây là chúng ta thiết kế phần main. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong cái main activity. Trong main activity thì các bạn sẽ có một main activity trắng như thế này. Ở đây chúng ta sẽ xóa những cái thành phần liên quan mà chúng ta sẽ test trước đó các bạn nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế phần main activity. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thiết kế khai báo cho nó các cái thành phần là drawer layout này, toolbar này, view và một cái text view. Tiếp theo thì chúng ta sẽ file by ID của cái drawer của chúng ta và cái toolbar. Tiếp theo thì chúng ta sẽ set cái toolbar thay thế cho cái action bar. Chúng ta sẽ set support cái toolbar này. Sau đó thì các bạn là action bar, bạn get support cái get action bar. Sau đó thì các bạn set home và set display. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế cái phần navigator view. Navigation bar view này thì các bạn sẽ file tới cái view của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ set cho nó cái phần header này. Và đây chúng ta sẽ sử dụng cho nó một cái text. Ở đây thì chúng ta sẽ set cho nó một cái text là welcome. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu viết cái sự kiện là click vào cái navigation bar. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái sự kiện. Ở đây thì chúng ta sẽ là item select listener các bạn nhé. Navigation item select listener bằng new navigation view chấm on navigation item select listener. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái frame layout, cái frame manager này. Sau đó thì chúng ta sẽ đóng lại return false. Ok. Tiếp đó thì chúng ta sẽ viết câu lệnh là switch key. Switch key. Switch nếu cái item này chấm get các item ID, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy ra cái ID của nó. Và cái key đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra là cái phiếu mượn. Nha. Phiếu mượn này. Mà chúng ta sẽ lấy ra là cái loại sách. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ra là viết vào là quản lý phiếu mượn này, và sau đó là quản lý thành viên. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ viết vào trong này là top 10 cuốn sách bán nhiều nhất, doanh thu. Cuối cùng thì chúng ta sẽ viết cái phần thêm người dùng. Yeah, thêm người dùng và thay đổi mật khẩu. Ok, top A. Rồi sau đó thì chúng ta đã hoàn thiện rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thiết kế cái phần, còn một cái phần nữa là phần check cái menu các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thiết kế cho mình một cái là viết vào một cái là on option item select. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào một cái menu item. Trong cái menu item này thì chúng ta sẽ khai báo một cái ID bằng get item ID.
sau đó thì chúng ta sẽ viết là if nó mà bằng home đó, thì chúng ta sẽ drawer.opendrawer.start return về là option item selected. Đây, ở đây là chúng ta đã hoàn thiện được cái phần main. Và để chạy được cái này thì các bạn sẽ vào bên trong cái Android Manifest của chúng ta các bạn nhé. Ở đây thì trong Android Manifest này các bạn sẽ cấu hình lại một chút. Rồi. Ở đây thì bạn sẽ chỉnh lại một số thông số các bạn nhé. Đầu tiên là icon mà của ứng dụng của chúng ta các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái icon riêng chúng ta là IC list à, IC list của chúng ta này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có app name rồi này. Cái này là IC list for round. Lấy cái này if list round các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là cái này support bằng true. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng là style này. Add zoom các bạn nhé. Chỗ này các bạn sẽ sửa lại, chỗ này là chính này. Add zoom. Rồi, sau đó thì chúng ta lưu lại và chạy đây. Sau khi chạy lên thì các bạn thấy chúng ta sẽ có thư viện như thế này. À, thấy chưa? Quản lý này. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái sự kiện. Ở đây thì chúng ta đã gọi cái sự kiện rồi này, mà nhưng mà chúng ta chưa viết thì các bạn sẽ viết cái sự kiện vào. Ở đây chúng ta sẽ ghi là toán này chấm. Rồi, toán này. À, quản lý biểu mượn nha. Cái này là get admission mình thấy rồi. Là quản lý phiếu mượn này. Chúng ta làm một vài cái thôi các bạn nhé. Tương tự như thế thôi. Này là quản lý loại sách. Rồi. Ở đây chúng ta làm hai cái thôi. Còn cái còn lại thì các bạn tương tự. Sau đó thì chúng ta sẽ viết code gọi các cái fragment lại chỗ này các bạn nhé. Rồi cái này các bạn bấm vào này. Quản lý phiếu mượn này. Này quản lý phiếu mượn này. Đây là chúng ta thấy chúng ta đã gọi được cái sự kiện rồi này. Ok, đây là chương trình của chúng ta.